để coi thử coi là mỗi một cái chỗ mà mình tới đó, để coi có cá mắm gì ngon không. Như này mình lại dính thêm một em cá rô cả nhà ơi. Cá mỏ bà con ơi, nhà ơi, mình vừa mới thấy một giờ đóng ốc luôn đó nhà, nó mới đem cá mú về đây. Cá mú thơm kìa. Xin chào cả nhà đã đến với kênh ẩm thực và du lịch Sinh TV nha. Hôm nay thì mình cùng với em của mình với lại cháu của mình đi kiếm một cái cảnh nào thật là đẹp để mà mình quay cho cả nhà xem nha. Để coi thử coi là mỗi một cái chỗ mà mình tới đó, để coi có cá mắm gì ngon không, với lại có cá gì này kia cho cả nhà xem, với lại mình câu lên và mình nướng luôn nha cả nhà. Bây giờ mình đi ha. Đây nè cả nhà, mình vừa mới đi kiếm củi ha. Mình với cháu của mình đi kiếm ít củi về để mình thảy vô đây nha. Nói chung mình sẽ làm mình sẽ đốt than trước đi. Nói chung là ở đây thì sẽ có cá rất là nhiều cả nhà. Lúc trước thì mình có đi câu cá ở đây nhiều lắm. Chỗ này nè, mình sẽ chuẩn bị câu cá ha. Để coi thử chỗ này có cá gì nhiều không. Rất là nhiều chỗ đẹp luôn cả nhà. Bây giờ mình sẽ coi ha. Trên đây thì nhà của người ta, trên đó là nhà của người ta cả nhà. Mình thì sẽ làm một ít than ở đây, làm ít than ở đây rồi mình nướng ha, mình nướng cá. Bây giờ mình sẽ làm than trước đi, rồi em mình nó sẽ đi câu cá luôn. Em mình vừa đi câu cá xong nó sẽ đi lặn luôn hết nha. Rồi bỏ cũng được. Vì chút nữa em mình nó đi câu cá ha, đi câu cá xong rồi cái xong rồi đi lặn luôn cả nhà. Rồi giờ câu cá đi ha, giờ mình bỏ, giờ làm than trước đi. Giờ làm than trước, bỏ vô đây. Thôi. Cứ không bỏ vô đi, còn bỏ vô đi. Đó nhìn bỏ mấy cái cây này vô đây luôn cái nhà, đó mình sẽ làm than ha. Đó còn bỏ vô đây bên đây. Kiếm đi. Dạ, đó, bẻ ra. Đó, bây giờ làm than trước đi. Đó. Đó. Đó, còn bỏ vô bên đó, bỏ vô đây nè. Đang sáng tới giờ. Ghê. Bây giờ lấy đem đem đây, sao chỗ mình có đem theo cái hũ muối nữa nha. Đem theo hũ muối nè, ngon không? Đó, hũ muối rất là ngon nha. Hũ muối rất là ngon luôn, trái cây ớt tỏi đó rất là ngon. Mình để qua đây bên đây, có đem theo cái hột quẹt nè, với lại chanh, rồi cái dĩa để đựng muối nữa nha. Cái lưỡi câu này nhiều khi cũng có tác dụng nha, để lát nữa gặp cá muối bự bự, ở đây có cá muối bự nhiều lắm. Rồi bây giờ mình sẽ làm than trước đi ha. Chỗ nào cũng có cá chưa nè. Mình có đem theo cái hộp tôm nữa cả nhà. Tôm nè, mình mua ở đây có 20 ngàn. Tôm này để làm mồi. Tôm này là cả nhà đó, tôm này mình làm mồi câu cá nha. Cắt nhỏ nhỏ ra thôi, lấy dừa ra mình câu. Dừa ra câu được rồi, nhỏ à. Nhỏ thôi, lấy câu lông á. Đây nè cả nhà, em của mình nó vừa mới câu dính quên bảy được con cua lông. Nó quá bụng ra. Ôi hả? Nó đang đứng trên cục đá đó cả nhà. Đó, không dữ lắm cả nhà, nó dữ lắm. Quá dữ rồi. Em mình bắt nó ngay chỗ cục đá nữa cả nhà. Nó là nằm trên cục đá đó. Cua ra. Cái này gọi là cua lông nha, ở đằng cua lông cả nhà, lát mình nướng nó luôn. Bụng lắm cả nhà ơi. Kẹp hơi bị đau thôi. Rồi bây giờ là mình vừa mới làm xong cái câu lông nè. Quên cái ống câu chứ. Rồi bên đây nè, cuốn đi con. Ăn cuốn vô đi. Rồi móc mồi vô đi câu đi kìa. Ở trường làm kìa.
Ở tiếp đất cái ốc này nè. Cái này một đống này nè. Ở dưới đó nhiều đi. Ốc này nhiều lắm. Bây giờ cháu mình đang móc mồi vô để chuẩn bị câu cá nha cả nhà, để coi thử có cá gì lên không nha. Ở đây thì ốc này nhiều lắm cả nhà. Có nhiều lắm. Giờ để câu thử rồi coi có. Đúng không? Câu mấy cái lưỡi câu lông nhỏ là nó ăn dữ lắm. Nhả rồi hả? Nhả rồi nha, cá nó nhả rồi. Ờ Bin con tới đó con câu đi Bin. Cái nhà biết không, cái mồi này nó ăn dữ lắm nha. Cái mồi tôm này nè, cá nó ăn rất là nhạy luôn á. Cá ở đảo mình ăn rất là nhạy nha. Tôm này nè. Đưa tới là nó ăn nhiều lắm. Bây giờ mình sẽ làm lửa trước luôn. Chắc chắn sẽ có cá rồi cả nhà. Tại vì này là người dân ở đây mình sẽ biết được cá đây ăn rất là nhạy. Bây giờ mình sẽ lấy cái cây này ra coi, khúc cây này bự nè cả nhà, để mình làm than. Đó, là bên đưa khúc cây tới đây đi. Đó, để cho nó đi bên, để cho nó đi. Đây mình có mấy tấm ván nè cả nhà, nó sóng gió ta đập sóng gió cả nhà nó vô á, tấm ván này nè. Làm củi cũng được cái này. Ây da. Đây. Rồi đó, cầm đi. Rồi, giờ mình bỏ để qua bên đi, thì ta bỏ nó trước đi ha. Mình phải chờ than chín cả nhà nè. Đó, cá thì chưa có rồi. Cá thì chưa có cả nhà ơi. Nhưng mà mình sẽ vẫn làm than trước. Mình sẽ câu cá lên. Để coi thử coi là cái khu vực này là có cá gì ngon cả nhà. Tại vì nãy giờ em mình nó đi lặn rồi. Con em nó đang lặn rồi, thấy không? Nó đang lặn rồi đó. Chút nữa coi có ốc hay có cua ghẹ đó thì mình nướng luôn. Ồ, chỗ này cái view rất là đẹp, là mát luôn đó nha. Chiều thì mấy ông anh chạy đi câu mực đó nha, đi mực á. Cả đêm đó rồi tối về. Rồi sáng về chứ sáng về bán
bắn mực cho người ta. Bây giờ coi thang coi, sắp có thang rồi đó, đang chậm thêm chút nữa là có thang rồi. Có mua nước ở nhà khát nước quá, một cái nhà nha. À, quá trời. Ủa, cá mú anh em ơi. Ồ, cái mú rồi nè. Được con cá mú cả nhà ơi. Được một con nè. Mú. Có cá mú ăn rồi. Ủa, có cường, con dính con nữa rồi. Con đẩy lửa vô đi. Giờ mình cũng đang có lửa luôn cả nhà. Trời ơi, được con cá mú nè cả nhà đó không? Ở đây gọi là cá mú cọp cho cả nhà. Cả nhà, mình câu được con cá mú cả nhà ơi. Ha, được em cá mú quá trời bự luôn cả nhà. Mình nói rồi, ở đây nó ăn dữ lắm cả nhà ơi. Thôi bây giờ mình sẽ tháo nó ra nha. Rồi mình câu tiếp, thử có cái gì không cả nhà. Quá trời, được em cá mú ngon quá cả nhà ơi. Cả nhà ơi, mình vừa mới dính em cá rô biển nha. Loại này á, ăn cũng ngon lắm cả nhà. Nướng vô thịt nó cũng ngọt lắm cả nhà ơi. Được em cá rô biển rồi. Là thêm con cá mú nữa. Quá gì luôn cả nhà ơi. Được hai em rồi đó. Lửa cháy cao quá. Đang chờ than nó xuống cái ha. Nhìn coi thêm chút xíu nữa có cá ăn ngon luôn cả nhà ơi. Nghe nói không, ở đây cá nhiều lắm. Giờ mình đi câu tiếp nha. Còn câu mú cọp. Vậy đây đi câu tiếp. Em nó đang lặn tiếp đi. Bây giờ là mình sẽ đi tới cái điểm này mình câu tiếp nha cả nhà. Đó, đi tới chỗ này nè. Mình đứng ở cục đá đó mình câu dính một cá rô. Bây giờ mình sẽ đi ra đó mình câu tiếp nha cả nhà. Tôm mày ăn nhạy ghê cả nhà. Mình lại dính thêm một em cá rô nữa cả nhà ơi. Cái này nếu mà mình câu một chặp nó sẽ có đủ cá gì ăn luôn cả nhà. Mình sẽ gắn câu thêm một ít nữa thôi, coi thử có cá gì là lạ hay là có gì ngon không để mình nướng cho cả nhà xem luôn nha. Cá này mình hay nướng lắm. Thôi bây giờ mình sẽ câu tiếp nha cả nhà. Đây, một con cá rô bự. Mình dính một em cá mó nha, đây gọi là cá mó hoặc là cá trơn. Đây là cả nhà. Thôi giờ mình đi về bển mình nướng nha. Cá nhiều mà bên đây. Mình có hai con cá rô, hai cá mú, hai cái. Đó. Mó bỏ đây nè. Đó. Đi đây là để mình nướng ăn. Đó cả nhà, mình hôm nay mình câu được như đây nè. Đó, chơi, giờ mình đem về bển ha. Cả nhà ơi, mình vừa mới thấy một giờ đóng ốc luôn cả nhà. Ốc này là họ dùng để bắt con tuột cả nhà. Mùi dài quá chọc luôn. Đây là họ dùng để bắt mực tuột nha. Mực tuột sẽ chui vào đây nè cả nhà. Đó, thấy chùa đó. Wow, cái đống dây đem về xài cũng được nè cả nhà ơi. Chúng mình sẽ đem đống dây này về luôn. Nó bóc luôn. Quá chọc luôn. Chúng mình đem về.
Thường thường ở đảo mình họ sẽ mua con ốc này lại cái nhà, thường thường mình ăn xong á thì họ sẽ mua lại tầm cỡ 10 ngàn hoặc là 20 ngàn con nha. Đó thì mình không biết, thì nói chung mình thấy vậy đó. Ốc mình đem về rồi về. Không, giờ mình nướng ốc giờ mình nướng cá ăn cả nhà ơi. Đây, cháu mình đem cá vô nè. Giờ mình nướng cá mình ăn nha. Đó, hôm nay thì mình tới cái chỗ này để mà mình là tới một cái bãi này nè. Đó mình kiếm thử coi có cá gì ngon hoặc là có cái gì lạ để mình nướng cho cả nhà xem. Bây giờ đã có than rồi, giờ mình tới đó ha. Mình tới đó để mà mình thôi, giờ đi thôi. Bông này ngon, nhìn chưa? Chích bây giờ mình để đây nè, rồi mình đem đi. Rồi con cầm bóng cờ rồi đi. Rồi. Rồi đi bên này. Rồi. Giờ mình nướng cá ăn thôi cả nhà ơi. Muốn gì đúng không? Em mình đã nói cá muốn dưới này nhiều lắm cả nhà. Tại vì ít ai xuống đây lặn á. Nên muốn nhiều lắm. Đúng không? Giờ đi con ốc mì. Đây là ốc mặt trăng cả nhà. Ở đảo mình có nhiều ốc mặt trăng này lắm. Ốc mặt trăng hoặc là ốc bi á. Phải giống như bi không nhà? Phải giống như bi không? Ui da khác quá ha. Ui có than cả nhà, có than rồi. Qua wow. Em mình bắt được con cua. Cua bự luôn cả nhà. Đây. Wow, con cua quá trời bự luôn cả nhà ơi. Chà, con này mà có cái càng chắc còn bự nữa ha. Nè. Đây thêm con cua nè. Thường thường á mình sẽ đi bắt mấy con cua nè để mà mình câu bán cá mú nè cả nhà. Đó bây giờ mình sẽ lên luộc ha. Ốc này đem về luộc thôi, còn cá mú mình găm cây vô mình nướng cả nhà. Ở chỗ này toàn là cá mú cái này không cả nhà. Cá mú cọp này không nè, đúng không? Mú cọp luôn. Cá này nướng thì còn gì bằng nữa. Rồi, đây là gì? Đây là ốc... Ốc gai. Ốc gai ha, ốc gai. Đây là ốc gai, đây là ốc nón. Ốc nón đó. Còn đây là ốc mặt trăng. Hoặc là ốc bi. Cái viên bi rất là đẹp ở nhà nè. Nó nhìn giống viên bi không? Thôi, bây giờ mình đem tới đây đi. Được rồi, hàng đã có rồi nè cả nhà, hàng chính này đó. Giờ đâu mình sẽ găm cây vô ha. Đó, cá nè cả nhà. Đây là cá mú cọp ha. Đây là cá mú cọp nè cả nhà. Cá mú cọp. Đây là cá rô biển của mình. Còn ở đây là cá mó nha. Cá mó ở đảo hay gọi là cá mó trơn. Cá mó hoặc là cá trơn nha, loại này nói chung là nướng vô nướng thì mình ăn cho nó cũng mềm thịt lắm cả nhà ơi. Chết sao đồ á, cháu chết sao đồ. Vậy đi phơi cái đồ á. Rồi bây giờ mình có than rồi, mình nướng thôi cả nhà ơi, để tối rồi. Nhà ơi, cháu của mình nó mới đem cá mú về. Đây cá mú rất là bự nha. Em của mình nó đang lặn đằng đó cả nhà. Nó đang lặn chỗ đó đó. Thì cháu mình đã tới nó lấy con cá mú này về. Ở đây cá rất là nhiều nha cả nhà. Con này là mình phải câu bằng con cua nha thì mới có thể dính được nó. Hoặc là mình câu bằng mồi tôm cũng được. Con này chắc mình sẽ đem về quá, chút nữa em mình sẽ đem lên nữa cả nhà, nó đang dính đằng đó thêm mấy con đó. Bây giờ là mình sẽ chờ cá này chín rồi mình sẽ thưởng thức nha cả nhà. Giờ mình bỏ vô đây đi ha. Bỏ vô đó đi. Đó.
Thôi quá trời ngon cả nhà. Thôi bây giờ mình mời cả nhà thưởng thức với mình cái món cá nướng ngày hôm nay của mình nha. Giờ đem cá nướng lên ăn cả nhà. Cá đang chín nữa cả nhà. Em mình sẽ đem cá nướng lên. Cá mú thì mình nướng sau nên nó lâu chín chút. Giờ mình sẽ ăn cá rô trước nha cả nhà. Mời cả nhà ăn cá rô nha. Đấy, bây giờ mình sẽ ăn cá rô cả nhà. Ở vùng biển này thì có nhiều cá. Đây nè cả nhà. Trời ơi, cá rô nó chín rồi. Nó ngon kìa, cái nhà trời thơm cả nhà ơi. Wow. Giờ lấy cái nước chấm này ra. Nặng cái chanh nữa là tới luôn. Quá ngon luôn cả nhà ơi. Vô lấy ra ăn đi. Đây này có mình có một sâu cá mú cả nhà. Trời ơi, mình thì cái cả nhà ra đại ra đảo là ăn cá mú mới ngon. Cá mú ra khỏi nói nữa. À, rất là ngon luôn cả nhà. Thôi giờ mình không. Con ăn đi. Giờ ăn thôi cả nhà ơi. Bẻ ra. Cá này á là mình bẻ ra mình ăn luôn nha, như khoai lang vậy đó cả nhà, chứ đừng có dùng đũa ăn không ngon đâu. Mình bẻ ra mình chấm muối ăn nó mới ngon. Bẻ ra cho bên. Rồi bây giờ là ăn cá muối đi, cá muối đi từ ăn đi. Giờ lấy cái gì đựng muối dùng anh. Lấy cái này, có cái nắp của anh. Để cái dĩa bông bông. Cá mình để nè, đó, để muối vô luôn. Vô. Đặt cái muối. Qua trong mắt nhỏ. Nặng cái muối canh vô. Rồi ok. Bẻ ra nè. Bốc khói luôn. Trời ơi. Cá thịt mà ăn vậy thì chỉ đã là trời. Mời cậu xin đây đừng quên. Quá gì ngon. Đấy, ăn gì mới đã là trời. Đường quá ư. Để mới để mới lần sau nữa. Cá mú thơm kìa. Mú này ngon rồi. Cá rô thịt nó béo. Béo. Béo rồi đã. Nhà thấy không, cá bú này anh nướng ăn đã lắm cả nhà. Ồ, chấm miếng nha. Mời cả nhà nha. Trời ơi, đã này đó. Ngon. Mời cả nhà nha, thức với mình con cá bú này nha. À, cá bú cọp nha cả nhà. Trời ơi, có nói chắc chắc ngon luôn nha. Ngọt thì rất ngọt. Mình sẽ đi thật là nhiều chỗ hơn để mà mình cho cả nhà trải nghiệm nhiều nơi ở cái biển đảo của mình, để coi thử là cái chỗ nào nó có nhiều cá ngon hơn, với lại mình nướng cho cả nhà xem vậy luôn ha. Ăn rất là ngon cả nhà. Nướng lên câu lên xong cái mình nướng ăn tại chỗ luôn, tươi ngon. Trời đã cả nhà. Vậy đó là mì ly. Nó nhậu luôn hả? Không. Dữ ghê. Ăn ké. Nó giỡn. Ừ. Chịu khó đó. Lặt nó ra. Đào lắm. Có mấy con. Để luộc. Rồi cắn dưỡng. Bẻ giùm cậu con này đi. Dạ. Em nướng cua ăn kìa. Cậu con biết đâu thấy cá nhiều quá thôi nướng gì nữa. Nướng hai ba loại gì. Vậy lần sau đi. Bẻ ra đi. Bẻ giống khoai, giống như là khoai á. Trời ơi, cũng đã. Giống khoai ha. Trời ơi,
cả nhà nha. Rồi chấm miếng muối nè. Ồ, ngon. Bữa nay cá trơn ăn ngon rồi con. Cá trơn ăn ngon rồi. Đúng luôn. Cái này muốn nhiều quá trời nè. Thôi bây giờ mình xin tạm dừng video tại đây nha. Cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ kênh ẩm thực và Du lịch Sinh TV. Hẹn gặp cả nhà vào những cái clip sắp tới nha. Cảm ơn cả nhà nha. Bye bye cả nhà. Cảm ơn ngon quá nhà ơi. Ngon quá. Trời, quá ngon. Bây giờ em mình nó đem đồ này về cả nhà, đem mấy con cua, mấy con cá này về. Còn dưới đây nè, đem về. Mình lục mình ăn.